Đặt một giải da co giãn lên một bánh xe lồi, bật công tắc và liệu nó sẽ di chuyển như thế nào. Bạn có thể nghĩ rằng khi máy quay, giải da sẽ từ từ di chuyển khỏi trung tâm bánh xe và rồi rời khỏi bánh xe hoàn toàn, giống như khi chúng ta kéo dây thun trên một mặt nghiêng. Chắc chắn là nó sẽ trượt xuống dốc, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Giải da không chỉ không rời khỏi bánh xe mà còn di chuyển về phía trung tâm của bánh xe. Vì vậy, tại sao giải da lại di chuyển ngược lại như vậy? Nếu bạn quan sát kỹ, bạn có thể thấy rằng thiết kế giải da như vậy có thể được tìm thấy ở khắp nơi trong cuộc sống. Khi chúng ta kéo dài giải da, nó sẽ trở nên cong do sức căng và bánh xe lồi ở giữa rộng hơn hai bên. Lý thuyết cho rằng giải da sẽ dễ dàng trượt ra hai bên hơn, nhưng đây là một giải da rộng. Khi chúng ta kéo dài mép của nó, giải da sẽ bị kéo dài thành hình cung và trường hợp này giống với giải da trên bánh xe lồi. Trên bánh xe lồi, các giải da gần trung tâm kéo dài hơn so với các giải da trung tâm, vì vậy giải da sẽ hơi cong lên. Khi chúng ta bật công tắc, phần cong lên này sẽ tiếp xúc với bánh xe và bỏ lên bánh xe. Phần của giải da bỏ lên bánh xe này cao hơn vị trí ban đầu của nó sẽ di chuyển lên từng bước cho đến khi toàn bộ giải da đến trung tâm của bánh xe. Nếu bạn vẫn chưa hiểu, chúng ta có thể sử dụng một mô hình lò xo để mô phỏng tình huống này. Trên bánh xe lồi, phần trên của giải da gần trung tâm sẽ co giãn hơn so với các phần khác. Vì vậy, khi chúng ta kéo dài phần trên, chúng ta sẽ thấy phần trên của lò xo kéo theo phần dưới và chúng sẽ di chuyển lên cùng nhau. Khi chúng ta kéo thẳng phần dưới của lò xo này, chúng sẽ đẩy phần đầu tiên của lò xo đầu tiên sẽ bị uốn cong. Vì vậy, nếu chúng ta sử dụng dây thun thay, vì giải da rộng, nó sẽ cuối cùng trượt ra khỏi bánh xe theo đúng trực giác. Nếu chúng ta sử dụng bánh xe lõm và giải da rộng, giải da sẽ di chuyển lên theo một bên, ngược lại với trực giác.